Matri Oscar Một thứ đồ chơi từ búp bê cho trẻ con để kích thích trí tò mò và ưa khám phá. Một thứ quà lưu niệm du khách khi đến nơi có thể mua đem về làm quà. Cũng có thể coi là một tặng phẩm mang ý nghĩa thông điệp ấm áp hạnh phúc. Bạn tặng bạn thể hiện sự đoàn kết đồng bọc. Người yêu tặng người yêu như lời hứa sẽ ôm nhau trọn đời. Matryoshka là thế. Hình thù như con lật đật, hai quả cầu ghép lại, kích cỡ to nhỏ khác nhau, xếp bọc lẫn nhau. Con ngoài ôm lấy con trong, dặn ra có thêm một Matryoshka thứ hai, lại dặn mở ra lại thêm một Matryoshka nữa. Cứ thế dặn tiếp cho đến con cuối cùng chỉ bằng ngón tay. Anh có ba năm học ở Nga, trước lúc sang xứ tuyết anh đã tìm hiểu về văn hóa bản địa, đã được thấy hình ảnh con búp bê Matryoshka trên mạng. Ngộ nghĩnh, dễ thương, vui vui, ngày đầu tiên ở miền đất mới anh đến cửa hàng bán đồ lưu niệm định bụng sẽ mua một con dặn thử xem thế nào có giống như những gì anh từng biết không người việt ra nước ngoài mang theo tiền đô la đến nơi nào đổi đô la thành tiền nước đó anh đổi tiền đô la sang tiền rút từ nay sẽ dùng đồng tiền này mua bán giao thương bằng tiền này nhưng tư duy người ta khi sang nước mới lại cứ quy thành tiền nước mình để ước lượng thành ra mua gì cũng thấy đắt đỏ do chưa quen cách tiêu tiền bản địa còn Matryoshka anh thích giá 40 rúp, quy ra tiền việc chỉ chi là 320.000 đồng. Đắt kiếp, anh chặt lưỡi. Thôi không mua nữa. Không mua nhưng cầm lên xem, tò mò dặn thử. Mục đích của anh là chỉ thỏa mãn trí tò mò chứ không có ý định sở hữu. Dặn được nửa dòng thì người bán hàng nhắc nhở. Quý khách vui lòng thanh toán tiền rồi mới được mở ra. Thói quen người Việt là mua gì cũng phải thử, sờ tận tay, dây tận mặt mới tin, thử cho chắc sợ bị lừa. Mua cá nhấn tay vào da xem có tươi không, mua thịt lật lên lật xuống coi màu có bị xám không, ngửi thử mùi xem có gì lạ khăn khác không. Văn hóa chợ đò nông thôn cố hữu bao đời. Thế nên từ khi xuất hiện các siêu thị bán hàng bảo đảm, đóng gói hẳn hoi mà người mua vẫn chưa chịu tin. Cô sinh viên đi học về đói bụng, nhẽ ra ghé ngoài đường ăn qua quýt chút gì đó là được rồi. Nhưng Hiếu Kỳ ưa làm sang chạy tót vào siêu thị. Mua ổ bánh mì bơ trong gian hàng thực phẩm, bóc bọc ni lông vừa đi vừa ăn thử. Đến quầy thanh toán ổ mì đã nằm gọn trong bụng, thế là khỏi phải trả tiền. Anh không đến nỗi khôn xảo như vậy, chỉ là tò mò. Cầm được tận tay con Matryoshka là coi như được rồi, lúc nào thích sẽ mua. Có thể đợi đến lúc về nước hẳn mua, anh tự hứa như vậy. Công việc học tập dành lấy phần lớn thời gian của anh. Rồi những điều mới lạ cuốn hút khiến anh không còn thích thú lắm con Matryoshka. Niềm vui như gió thoảng. Qua rồi thôi, anh cũng đâu còn trẻ con để nằn nặt đòi mua bằng được đồ chơi. Chỉ thỉnh thoảng đi học qua chỗ bán hàng lưu niệm, nhìn qua cửa kính thấy con Matryoshka, anh vẫn tự nhắc mình rằng lúc nào học xong sẽ mua. Người yêu của anh chắc sẽ vui lắm khi nhận được món quà này. Mariosca sẽ thay anh nói hộ điều ấp ủ bao lâu nay, rằng anh sẽ bao bọc cô suốt đời như Mariosca. Mình sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt đời như Mariosca. Cô gái chân chất quê mùa, hứa đợi chờ ba năm. Anh tin lời hứa của cô. Nhà ở chung một làng, đứng ngõ đầu này trong thế ngõ đầu kia, đã cùng chơi những trò trẻ con, rồi lớn lên đi học chung trường, yêu nhau lúc nào không biết. Anh vào đại học, đổ điểm cao, nhận được học bổng của nhà nước cho đi du học. Cô học chỉ tới lớp 9 thì không theo sách vở nữa, ở nhà làm ruộng trồng hoa màu. Đất khô ba xào đủ cho cô quanh năm trồng tỉa, rau khoai lang, cải, rau hoa màu. Mỗi sáng gánh rau ra chợ bán, cô đi qua ngõ nhà anh. Hương thơm rau ngò rau quế thoảng vào, cũng tuổi thân cô. Ngày anh lên đường đi học, cô sang nhà anh chơi, chia tay bệnh rịnh nhưng chẳng nói được gì, vì ngại ngùng. Anh cũng chưa kịp nói gì, vì bận kiểm tra đồ đạc hành lý. Cô gửi cho anh chục hộp dầu cù hộp tròn nhỏ như cái nắp chai bia, nhãn hiệu cao sao vàng quen thuộc người quê hay dùng. Sang xứ lạnh dầu này dùng rất tốt, anh cầm lấy nhét vào đâu đó trong cái ba lô. Có thể anh sẽ chẳng đụng đến. Cô biết tính anh có chút đoạn hay quên, chưa đến mức bác học nhưng vẫn đảng trí, mà so với cô anh là bác học. Thôi bác học cứ đi tu luyện cho thành ông học cụ học. Em ở nhà trồng rau chờ anh về. Ngày ấy chắc anh đã cao về vợi, Sang ngung ngút, sáng bừng bừng. Cô chưa chắc đã giới tới. Đâu dám chi nhiều, chỉ có chút tình gửi gắm theo mấy hộp cù là cay mắt. Anh chưa từng kể với cô về con Matrioska, mà nếu có kể chưa chắc cô tưởng tượng ra. Người con gái quê mùa cục mịch chân chất giản dị, Đến nước Nga to đùng cô còn chưa biết nằm đâu trên bản đồ nói gì đến Matryoshka. Không biết thế cũng hay, anh sẽ mang về làm món quà bất ngờ cho người yêu sau ba năm trời xa cách. Mùa tuyết, từ trên phòng tầng cao nhìn xuống thành phố trắng phao, dòng sông đóng chặt thành băng trơ lạnh. Anh càng nhớ nhà và nhớ cô gái ở quê. Lần đầu tiên anh được đi trên tuyết, được chơi những trò ném tuyết, chụp ảnh với tuyết, anh cũng trở nên thân hơn với cô bạn gái Nga tên Dasha. Cô nàng rủ anh cùng đắp búp bê tuyết. Một con búp bê bằng tuyết trắng tinh to bằng hình người, cao ngang bụng anh. Tuyết nhẹ và mềm nhưng có thể bám lấy nhau chặt như một khối xốp. Anh và Dasha đắp cái khối tròn phần bụng phía dưới trước, lại đắp lên trên đó cái khối tròn làm đầu nhỏ hơn, hình con lật đật. Chính xác nó là hình con Matryoshka bằng tuyết. Anh lột chiếc mũ len của mình, đội lên con búp bê vừa đắp. Cô gỡ cái khăn choàng khoác vào cổ khói tuyết, bảo tặng anh đấy. Anh nói ở Việt Nam những người yêu nhau không tặng khăn cho nhau. Vì sao? Vì khăn là khó khăn. Đơn giản vậy nhưng anh phải giải thích một hồi bằng tiếng Nga cô mới hiểu. Người Việt thích chơi chữ, dịch qua tiếng Nga nó mất đi sự thú vị. Cô bảo cái khăn là khó khăn ư, chẳng ăn nhập gì nhau. Cô chỉ thích khăn là dùng để thắt chặt nhau hơn, thế thôi ba mùa tuyết, ba con búp bê tuyết hình Matryoshka đắp lên rồi lại tan chảy. Chưa cần phải qua hết mùa đông, chỉ hôm sau gió đã bào qua làm tuyết sụm xuống thành một cái ụ dày như quả nấm. Anh đi học qua chặng đường này, cười thầm mà nghĩ chẳng có gì vĩnh cửu được, huống nữa là tuyết cho tình yêu. Trước ngày về nước Đa Sa tặng anh món quà, một con Matryoshka cỡ nắm tay Matryoshka làm bằng gỗ kỹ nghệ chắc chắn chứ không phải bằng tuyết dễ tan Cô nàng đã bọc một lớp ni lông cẩn thận bên ngoài con Matryoshka Lại đặt nó vào chiếc hộp giấy dừa dặn có đệm giấy mềm xung quanh Cô bảo anh cứ để thế mang về nước rồi mở ra Hành lý chất lên máy bay dễ dở Anh mỉm cười gật đầu Gửi một dòng ôm và cái hôn cuối cùng cho Dasha Cô nàng đỏ mặt như chực khóc Anh thì tỉnh queo dù sau ba năm ở Nga anh cũng đã có nhiều kỷ niệm. Có một người tình xứ tuyết, anh hứa với cô là sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm này, nhớ những lần cùng nhau nắng tuyết thành hình con Matryoshka. Nếu xin được học bổng, anh sẽ lại sang đây làm nghiên cứu sinh. Người ta trước lúc chia tay thường có những lời hứa, như một cách chào thân ái để người ở lại an tâm, để người ở lại biết ta có lưu luyến nhớ thương, cũng có thể nói cho qua chuyện để mà đi ráo quảnh, anh thuộc trường hợp này goodbye không mong ngày trở lại một người tình xa xứ tốt nhất không nên quá nặng lòng anh cũng không nghĩ đa xa sẽ nhớ anh hoài yêu anh dữ dội đến mức anh cần quay lại tay không nặng nghĩa như ta anh nghĩ người con gái ở quê mới trọn nghĩa với mình lần này anh trở về sẽ lấy cô làm vợ điều kiện là trong ba năm qua cô chưa có ý với ai chưa để lại điều tiếng gì với xóm làng còn anh Ba năm qua anh và Dasha yêu nhau. Chuyện ở bên này đố người ở nhà biết được. Thôi thì đàn ông yêu chỗ này thương chỗ nọ chẳng là vấn đề. Đàn ông vẫn thường có chút ích kỷ như vậy. Cũng may Dasha đã tặng anh con Matryoshka. Nếu không anh cũng quên luôn việc mua lấy một con mang về nước làm kỷ niệm. Các khăn hoàng cổ mà Dasha tặng anh trong mùa tuyết đầu tiên thì anh dứt lại hành lý ngày về đã lĩnh kỉnh đồ đạc quà cáp rồi mang về làm chi thêm dướng bằng thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài giúp anh kiếm được một chân công chức biên chế ở tỉnh bằng người bảo số anh may anh không mừng lắm nó là một bước thụt lùi trong sự nghiệp nhẽ ra với bằng cấp ấy chuyên ngành ấy anh phải được trọng dụng hơn xứng đáng vào làm ở các viện nghiên cứu hoặc chí ít cũng vào giảng ở những trường đại học tiếng tâm nước nhà nhưng thời buổi này thạc sĩ đầy rẫy ra Tiến sĩ vào được biên chế còn khó khăn, huống hồ là anh. Cái bằng thạc sĩ chính quy tốt nghiệp nước ngoài học bổng nhà nước đem nằm ở tỉnh, người ta đánh đồng với mớ thạc sĩ làng nhàng. Cử nhân đại học có phân hạng giỏi khá để xét, còn đã tới thạc sĩ thì không phân hạng. Có tiền, có quyền, có thân thế được nhích lên ưu tiên, không thì nằm yên. Anh quá tự tin vào cái bằng danh giá của mình mà quên rằng, ở xứ này mỗi năm tốt nghiệp hàng nghìn thạc sĩ tiến sĩ đừng có tự làm cao mình. May ở tỉnh còn nể nang cái bằng nước ngoài cho anh vào biên chế, cạo bằng giấy là ưu tiên lắm rồi. Làm ở tỉnh, sống ở quê, anh đã trở thành một người làng dư trước khi đi học. Sau cú rất chổng khắc giọng ngày về, anh đã biết đến sự chấp nhận chịu đựng. Hạ mình xuống một chút, thấp cho dễ lên, cao quá dễ ngã. Anh lấy cô người yêu quê mùa làm vợ, chấp nhận, dù sao, cũng là người của một thời. Người có ngãi có tình có công chờ đợi, tấm làng bảo con bé ấy ít học nhưng tốt tính. Người quê chừng ấy là được, bảo đảm cơm ngon canh ngọt là hạnh phúc. Bây giờ không như xưa mà cần đến môn đăng hộ đối đổ bạc mâm vàng. Tấm bằng thạc sĩ của anh nó chỉ có ý nghĩa ở cơ quan trên phố, về quê người ta lấy tấm lòng tình cảm ra đo. Đừng tưởng thạc sĩ mà được ăn trên ngồi trước. Bố anh nói làng này đã từng có ông tướng Xưa mỗi lần về tướng đi bằng máy bay trực thăng, nhưng vào trong đình làng vẫn phải khoanh chân ngồi mâm dưới vì là người thuộc thế hệ sau. Đấy, nhớ là về đây thì cúi cái mặt xuống một tí cho phải phép. Anh Trưng con, Matryoska và tủ kính thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào nhớ nước Nga. Món quà kỷ niệm chút tình cuối cùng mà Đa Sa gửi tặng anh giờ đem cất vào tủ kính, đóng chặt ở trên ấy. Anh đã lấy vợ và quên được cô gái xa lăn lắc kia. Thỉnh thoảng anh kể chuyện về nước Nga cho vợ nghe, vợ rất thích. Nhiều chuyện kể đi kể lại đến lần thứ ba mà cô vẫn chăm chú lắng nghe. Riêng chuyện với Dasha, anh giấu tịch. Đàn ông ai cũng thế chứ riêng gì anh. Anh nói với vợ rằng lúc nào em sinh con sẽ bóc cái Matryoshka đó ra. Vợ tò mò hỏi có gì ở trong. Anh bảo thì cũng như một người phụ nữ mang bầu, dặn ra sẽ có một Matryoshka nhỏ hơn như đứa con, Vợ cười thích thú hy vọng sang năm mình bóc được Matrioska. Nhưng sang năm rồi sang năm nữa là hai vợ vẫn chưa thay ngán, cả nhà nóng ruột. Ông bà nội ngoại mong cháu, anh đi đâu người ta cũng hỏi. Có gì chưa? Chưa. Sao lâu thế? Chịu. Lắm khi anh cũng nổi quạo lên vì những câu hỏi chuyện con cái. Thời xưa người ta ít kiến thức mà sinh đẻ rất dễ. Thời nay chẳng hiểu sao rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh. Có thể do thức ăn nước uống, có thể do ông trời đã toan tính kiềm hãm sự phát triển ồ ạt của loài người. Những năm 80-90 của thế kỷ trước dân số bùng nổ khủng khiếp, đông con hơn đông của. Tư duy lúc ấy của người quê lại gắn sinh cho nhiều để có phần ruộng có sức lao động. Hậu quả là bây giờ, thanh niên thất nghiệp đầy rẫy ra. Có học hành bài bản bằng cấp này nọ vẫn chịu cứng không xin được việc. Ông trời hãm phanh là có lý của ổng. Anh tìm mọi biện pháp để chạy chữa từ thuốc Bắc đến thuốc Nam, Đông Y, Tây Y khắp cả. Có bệnh giái tứ phương, nghe người ta mắc đâu có thầy giỏi anh đều tìm đến. Nhưng hai năm vợ anh vẫn im ỉm. Bác sĩ không dám kết luận thẳng là tại vợ hay tại chồng. Chỉ thông báo cho anh biết là phải nhờ y học hiện đại can thiệp mới hy vọng có con. Cần một khoản tiền lớn, một ý chí vững vàng mà xác suất để đậu thai không cao. Con Oscar vẫn nằm yên trong tủ kính. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy nó, hai vợ chồng chỉ thêm buồn. Biết đến lúc nào vợ mới được là một Matrioska mẹ mang trong mình một Matrioska con. Anh mở tủ kính lấy con Matrioska ra, bóc lớp ni lông bọc bên ngoài rồi đưa cho em vợ. Em mở ra đi. Chị dặn nhẹ nửa chồng, thích thú khi thấy bên trong là một con Matrioska giống hệt bên ngoài nhưng nhỏ hơn, hai con búp bê gỗ. Đây là Matrioska đôi, không thể dặn thêm nữa. Chỉ một Matrioska mẹ ôm lấy duy nhất một Matrioska con. Một mảnh giấy nhỏ rớt ra, anh cầm lên xem, chữ viết tay thật đẹp của Đa cô người yêu cũ ở xứ tuyết. Anh hãy giữ lấy Matrioska này làm kỷ niệm niềm tin. Matrioska mang tính cách tâm hồn Nga, lặng lẽ vào giấu kín những điều bí mật vào bên trong. Em muốn anh yên tâm trở về Việt Nam nên không nói ra rằng trong em đang có một Matryoshka nhỏ bé 4 tuần tuổi. Chưa biết trai hay gái, nhưng em sẽ đặt tên cho bé là Matryoshka. Anh giật mình, vợ anh không biết tiếng Nga. Im lặng chắc đỡ đau hơn. Anh nhận được tin trúng tuyển đi làm nghiên cứu sinh ở Nga một tháng nữa sẽ bay. Tin đáng lẽ vui nhưng lại không làm anh mừng, chỉ thấy lo lắng phát quản, như nước đến chân buộc phải nhảy. Cứ vợ xong, anh nhận công tác giảng dạy tại một trường đại học cách nhà trăm cây số. Vợ giáo viên biên chế ở quê chưa thiên chuyển được cũng không thể bỏ việc mà đi. Chồng một đằng vợ một nẻo, cuối tuần mới được gặp nhau hai ngày. Vợ chồng mới cưới thời gian không tính bằng ngày mà tính bằng đêm. Vậy nên chính xác phải nói mỗi tuần được gặp nhau một đêm chưa đủ cho cái hừng hực trẻ trung đã phải tạm xa nhau kỳ nghỉ hè chồng vợ sống với nhau hai tháng liên tục rã rời vẫn chưa thấy mầm sinh nghi nghi anh chị bàn nhau đi khám suy đi tính lại càng ngần ngại lỡ kết quả cho biết anh hoặc chị bị chứng vô sinh càng khó xử của nã người làm con cái trời cho cái gì ý trời tốt nhất đừng can thiệp nghĩ thế để yên tâm ở nhà đừng dây dưa với bệnh viện không đi khám có nghĩa là còn có thể chờ đợi về hy vọng. Hai tháng ở trời Nga, một ngày anh nhận được tin vợ báo đã có bầu. Anh nhảy lên vui mừng, trời có mắt. Những ngày ít ỏi được sống với vợ trước khi bay đã có ý nghĩa. Đứa con sẽ là niềm động viên để anh cố gắng hoàn thành sớm chương trình trở về. Đứa con sẽ là niềm vui cho người vợ ở nhà bớt buồn. Đứa con sẽ giúp bố mẹ anh có thêm niềm vui tuổi già. Nhưng anh vốn có chút đang nghi biết đâu. Nghĩ đến thế, anh ân ớn. Thế mang tội với vợ. Chắc không phải đâu. Nếu có chuyện đó chắc vợ không báo tin bằng thái độ hí hững vui mừng như vậy. Đưa bé chào đời, vợ lấy điện thoại chụp ảnh gửi email cho anh xem. Thằng cu kháo khỉnh dễ thương, nhìn mặt con anh thấy vui lại có chút ái náy. Lẽ ra anh phải cùng vợ vượt cạn, đứa con chào đời cũng cần có hơi ấm của bố, anh tự nhủ lòng khi trở về sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Lúc nào bật máy tính anh cũng kiểm tra email. Giờ vẫn thường xuyên gửi ảnh thằng cu con qua email cho anh. Cho anh đỡ nhớ hay chỉ làm anh thêm nhớ. Thỉnh thoảng có anh bạn hỏi vui con mày có giống bố không? Anh lại thấy khó xử, hỏi thăm hay chơi đểu nhau. Tất nhiên anh phải trả lời là giống mặc dù thằng cu với mấy tháng tuổi. Trẻ con chừng ấy không thể nhìn ra nét mặt giống ai được. Lại có anh bạn đọc thơ Tiếu Lâm, bài thơ Con Cóc, giới sinh viên du học trường nhau. Bao năm du học ở trời Nga, ngày về đường phố nở đầy qua, gặp em bồng con nó chào bác, chào chi cho lòng bác tan nát. Dĩ nhiên bối cảnh trong bài thơ Con Cóc kể chuyện anh chàng đi du học và cô người yêu ở nhà. Đến khi trở về người yêu đã lấy chồng, không dính dáng gì đến chuyện anh, nhưng nghe cũng thấy nhột tai. Những bức ảnh thằng cô vẫn được vợ gửi đều đặn qua email. Những bức ảnh trong các bộ áo quần mới, qua đó anh thấy con lớn lên từng ngày. Anh ngắm ảnh thằng cô thấy nó giống mẹ nhiều hơn. Anh không quan trọng chuyện con giống bố hay giống mẹ, chỉ nghĩ lúc nó hoài thai mình đã đi. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, nó có được gần bố đâu mà bảo nó giống mình cho được. Vợ anh vẫn ở nhà nuôi con chờ chồng, đi dạy hết giờ là về nhà ngay để phụ giúp bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng anh gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình, nghe tiếng con bi bô nói cũng ấm lòng. Bà cụ trách yêu thằng cu càng lớn càng nghịch, chẳng giống anh chút nào. Anh coi nhanh nhanh về mà dạy con nhé. Có vài lần thằng cu hiếu động làm vỡ cái cốc cái chậu, bà cụ dằn nó ra bảo giống nhà này có phá phách thế đâu. Vợ anh ở dưới bếp, nghe bà mắng cháu, không biết là mắng yêu hay có ý bóng gió gì không. Mẹ chồng nàng dâu thời nay không còn căng thẳng như xưa, nhưng một khi con trai của bà xa nhà mấy năm bà cũng có quyền nghi ngờ có lý lẽ mà nói nửa vời cốt là để nhắc nhở con dâu điều đó không thừa có lần trường tổ chức tọa đàm tiệp tùng nên chị về muộn bà cụ giận không ăn cơm hôm sau cũng tỏ vẻ mặt nhạt nhạt biết mẹ chồng buồn nên những lần khác trường có tổ chức việc gì chị đều xin về trước đàn bà xa chồng vốn đã buồn và thiếu thốn nên lại phải cắt luôn những hoạt động cộng đồng vì yêu anh chị sẵn sàng hy sinh tất cả cốt để gia đình chồng tin tưởng mình. Rồi cũng xong 4 năm làm nghiên cứu sinh, anh nhận bằng tiến sĩ trở về nước. Dự định của anh là sẽ xin chuyển về giảng dạy tại trường đại học trong tỉnh. Từ nay vợ chồng phải gần nhau, ăn chung, nồi, mới bền. Bố mẹ anh cũng đã già, cần có anh ở gần. Thằng cu con cũng đã đi lớp mẫu giáo, đã bắt đầu nhận thức về xung quanh rất rõ. Anh phải ở gần con, chơi cùng con. Lần này về nước anh cũng hy vọng sẽ có được một mầm tròi thứ hai. Cô đầu hơn ba tuổi rồi, thêm một bé gái nữa là mãn nguyện. Bố mẹ anh cũng bảo nhà mình giống ít người, vợ chồng bay, xem sinh thêm vài đứa nữa cho em vui cửa em vui nhà. Cơm gạo ở quê không thiếu, đừng lo đói, bố mẹ cũng còn khỏe, còn đỡ đần được, ít nhất là chữ cháu giúp tụi bay. Đấy là mong mỏi của cả gia đình. Niềm mong mỏi và hạnh phúc ngày trở về khiến anh mừng đến ra nước mắt khi máy bay chạm đất diệt. Anh thuê hẳn một chiếc taxi đi từ máy bay về nhà để sớm gặp được vợ con. Dù biết từ nay đã về đất mình nhưng mà ruột gan cứ nóng bừng. Bốn năm chờ chẳng sao nhưng một giờ lại nôn nóng. Ba giờ sáng anh mới về được đến nhà. Nghe tiếng xe đổ xịt trước ngõ, bố mẹ anh bật dậy bấm đèn điện. Vợ không chạy ào ra đón chồng như anh tưởng tượng. Anh mở cửa phòng ngủ, hai mẹ con không ở đây. Có một sự lộn xộn trong căn phòng nhỏ khiến anh quảng hốt mảnh giấy để lại ở trên bàn, nét chữ viết giỏi. Tối nay em đợi anh về, nhưng rồi lại phải gói ghém đi ngay không thể đợi nữa. Nếu gặp anh chắc em sẽ khó lòng ra đi, mà ở lại thì thêm phần áy náy trong lòng. Có lẽ mình không chuyên phận, em xin anh và bố mẹ lượng thứ cho tội lỗi này. Đứa con không phải là con anh, bốn năm qua em đã giấu tất cả mọi người chuyện này vì sợ bố mẹ không chịu đựng nổi trong lúc anh đang ở xa bây giờ anh đã về, tin anh hãy an lòng bố mẹ giúp em. anh là tiến sĩ rồi, em mừng lắm và không muốn anh phải mất tất cả. anh như rơi từ vực cao xuống, quan mang bẻ bàng, sững sờ. tấm bằng tiến sĩ bốn năm nghiên cứu sinh chưa phát minh ra điều gì to tát mà đến giờ phút này lại phát hiện được một tin động trời. ngày ra đi đã buồn nhưng chưa thấm gì so với ngày trở về. bố mẹ anh chưa kịp mừng người con tân tiến sĩ vinh quy thì đã ngổn ngang đau đớn chuyện gia đình. Bà con sớm làng kéo nhau đến xe mặt anh trí thức 4 năm làm việc kiều, mong kiếm cái kẹo ăn lấy hên, ngờ đâu chân hững. Thôi thì nghe được câu chuyện động trời rồi ngậm miệng im tai lẳng lặng ra về, cũng thỏa mãn chút tò mò hay chỉ tăng thêm tính tò tò vốn có của người nhà quê. Tiến ra tiếng vào đầu làng ngõ sớm, không ăn được cái kẹo Nga, nhưng chuyện trời bi đát của ông tiến sĩ trẻ đủ đãi làng trăm bữa tiệc mồm liên tục cả tháng trời. Có người nói chơi khinh khỉnh rằng học cho lắm vào rồi bị vợ cấm sừng, chỉ bằng như ta cày cuốc mà ăn tối về ôm vợ lăn tròn no nê. Không bố mẹ nào ở làng lấy anh tiến sĩ ra làm cương cho trẻ con nữa. Trẻ con khỏi phải bị ép học nhiều. Dự đoán tình hình này tương lai làng sẽ chẳng có thêm một tiến sĩ nào. Duy nhất anh, tiến sĩ Mộc Sừng. Cả đời anh đi học, đường chữ nghĩa thẳng tắp thênh thang, học là thành, thi là đổ. Tiến sĩ xứng đáng xếp vào trí thức, nhưng trí thức thường lại ít khả năng chống đỡ thứ dư luận bình chân. Gió mờm siêu hạng của nhà quê đánh ngã anh, không cho anh giác mặt ngạo nghễ ra đường được nữa. Trường đại học nơi anh công tác cũng có những đấu sĩ gió mờm nội công thâm hậu. Đấu sĩ không ra sân chỉ thầm lặng chọc sau lưng để hạ thấp anh. Bằng cấp trình độ như anh dễ được xem xét bổ nhiệm, chí ít là phó khoa ngay tấp lự họp bỏ phiếu tín nhiệm có ý kiến thẳng thừng cho rằng gia cảnh nhà anh lộn xộn thiếu tử tế minh bạch như thế mà làm lãnh đạo à như thế mà làm trưởng khoa à mẫu mực đâu mà nói ai nghe cho đứng giảng trước sinh viên là tốt rồi đừng mơ thế là cuộc họp bỏ phiếu không thành phiếu chưa phát ra mà anh đã rớt xứ này khó sống rồi đây xứ này một thằng ngoi được lên khỏi hố hai thằng ở dưới sẽ kéo anh xuống ngay môi trường trí thức cũng thế thôi phải thoát khỏi đây anh tiếp tục đăng ký đi thực tập sinh vẫn là nước nga vẫn trường đại học danh giá mà anh từng nhận bằng tiến sĩ khóa thực tập sinh dài một năm nhưng trong ý định của anh sẽ ở hẳn bên đó không trở về nữa về làm chi anh lại sống những ngày cô đơn nơi xứ sở bạch dương mùa thu lá vàng mùa đông tuyết trắng mùa nào cũng buồn như nhau với anh giờ chẳng có mùa xuân anh bắt đầu mê rượu và chơi bời cho nát đời tuổi trẻ bốn năm nghiên cứu sinh trước đây anh đã giữ mình không tặng tiểu với bất kỳ cô nào giờ khác rồi sau những cuộc rượu anh lại cặp một cô về phòng xấu chàng hổ ai mà lo ký túc xá này chỉ anh là người việt chẳng ai biết chuyện của anh mà gửi thông tin về cho bộ giáo dục bên nhà trí thức đôi khi cũng dễ sa ngã hay vì cuộc đời không hoàn hảo như sách vở khiến kẻ học nhiều bao giờ cũng dễ thất vọng và đổ vỡ. Những mối tình dục qua không giúp anh khuây khỏa. Anh yêu và chiếm đoạt những cô gái Nga, dẫn cá chém thớt, thù ở bên kia đòi trả ở bên này. Giờ với anh tất cả phụ nữ đều xấu xa. Bên này hay bên kia thì cũng một mớ đàn bà. Hơn nữa anh cũng muốn kiếm lấy một đứa con ngoài giá thú. Mẹ nó là người tóc vàng mắt xanh, hy vọng một công dân lưỡng quốc sẽ kế thừa những điều tốt đẹp của hai dân tộc. Nó học theo cái thông minh của cha, phát huy chiều cao đáng kể của mẹ. Đứa con cũng sẽ không phải chịu thói hàng học tị hiềm ở bên kia. Như thế đời sẽ tươi hơn chẳng như cha nó. Nhưng mấy cô gái tóc vàng không chịu đẻ cho anh được mụn nào. Có thể các cô đã có phương pháp phòng thủ để không lọt lưới, mà biết đâu tại anh. Nghi ngờ anh đi khám, lần này anh chịu tới bệnh viện để kiểm tra cái nội lực của mình kết quả vô sinh chương tính anh bình thản đón nhận lại đắc ý thủ chí chả sao thiên tài thường không có trường nhân bất giác anh nghĩ đến hai mẹ con đã từ bỏ mình đứa con trai của vợ nó đều điều ngoài mong muốn của anh nhưng bây giờ anh thấy nó có ý nghĩa hồi đó mà cô vợ đừng bỏ đi liệu anh có chấp nhận đứa con không đàn ông có dễ dàng thông cảm cho sự phản bội của đàn bà hay không có khả năng lắm chứ dù gì anh cũng chẳng thể có mầm giống anh sẽ quay về đi tìm vợ và đứa con, sẽ đón cô về nối lại tháng ngày hạnh phúc nếu như cô chưa theo ai. Mọi chuyện trong cuộc sống đều có cách giải quyết êm đẹp. Hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nhẽ ra đó là một sự kiện vui, giờ thành ngày buồn tê tái. Anh uống hết một chai vodka rồi lội tuyết đi lang thang giữa thành phố trắng phao. Ngày mai anh sẽ bay về nước để tìm vợ con, dù vợ và con bây giờ chỉ trên danh nghĩa anh bỏ luôn chương trình thực tập sinh để về. Một hy vọng mong manh đã lé lên. Anh nhìn thấy nhà thờ đỏ rực sáng đèn. Mấy năm ở Nga bây giờ anh mới được đi giữa đêm khuya và ngắm công trình biểu tượng thành phố giữa mùa lạnh giá. Có lẽ nhà thờ đẹp nhất là lúc này, khi xung quanh đã lặng im chìm giữa xớp tuyết lạnh lẽo, chỉ riêng nơi cất giữ niềm tin và sự màu nhiệm vẫn còn sáng. Nhưng ngay lúc ấy bão tuyết bất ngờ xô anh ngã, anh nằm luôn ở chỗ đó, anh chết khi người đang ướp men rượu, đầu óc không tỉnh cháo, chẳng phải một trí thức như thế đỡ đau hơn. Đại sứ quán kết hợp hội đồng hương dẫn động tiền đưa anh về nước, đưa cho được thi thể anh về bằng máy bay cũng tốn kém và phiền phức, nhưng hoàn cảnh của anh nhiều người cũng thông cảm mà giúp đỡ. Anh đã về làng từ nay yên nghỉ đời đời ở đây, không cần bịch tai sợ tiếng người đàm tiếu nữa, chết là hết chuyện người ta chẳng thể moi móc được gì cô vợ cũng bất ngờ trở về chịu tan chồng cô về một mình không mang theo đứa con đứa con máu mũ chia với anh mà mang theo về cho cực chuyện đã rồi có ai quán trách gì cô cũng chẳng thể xua đuổi cô đi lạnh nhạt với cô cũng không làm cho anh sống lại được nữa cô xin được quấn một dành khăn sâu trắng gia đình anh không đồng ý cô đã bỏ nhà đi đã theo trai thì nên để dành cái khăn bịch cho người ta nhà này không cấm nhưng khuyên cô như vậy để khỏi xảy ra chuyện xấu với cô thôi đến lúc này thì cô khóc quà lên cô không theo trai nào cả mẹ con cô chuyển tới một vùng xa xôi mà sống với nhau đứa con là kết quả của cuộc hãm hiếp tập thể vào buổi tối cô đi dạy về muộn lúc anh chồng vừa mới bay sang nga cô xấu hổ mà bỏ đi cô không thể sống với anh tiến sĩ bằng sự giả dối nhưng phân bua làm gì nữa dù sao anh cũng đã về đây cô cũng đã về đây anh khỏi mất công đi tìm như ý định những người cần gặp nhau đã được gặp nhau nói nhiều cũng không thấu được im lặng chắc đỡ đau hơn